Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta lại được tiếp tục gặp nhau nữa rồi. Admin xin kính chúc tất cả các bạn luôn luôn gặp thành công và may mắn trong cuộc sống nha. Nhưng các bạn đừng quên, hãy nhớ nhấp đăng ký và theo dõi kênh để ủng hộ cho Admin nha các bạn. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất trong ngày. Không phải Mạnh Quỳnh, Phi Nhung lần đầu tiết lộ người mình gọi là chồng. Fan vô cùng thích thú khi nữ ca sĩ công khai người chồng bí ẩn của mình. Sau nhiều năm giấu kín về cuộc sống riêng tư, mới đây ca sĩ Phi Nhung khiến không ít người bất ngờ khi công khai chân dung người cô từng gọi là chồng trong quá khứ. Chia sẻ trên trang cá nhân, giọng hát căn nhà màu tím hóm hỉnh viết: "Hồi đó vợ thằng Đậu cũng đẹp chứ bộ." Nữ ca sĩ hào hứng khoe lại đứa con tinh thần một thời của mình với người chồng âm nhạc Thế Sơn. Trong MV Vợ Thằng Đậu, nữ ca sĩ vào vai vợ của thằng Đậu do ca sĩ Thế Sơn đảm nhận. Cả hai có những màn tung hứng rất ăn ý với nhau. Theo Phi Nhung tiết lộ, sau vai diễn này, cô đã gọi Thế Sơn là chồng và xưng bằng vợ. Qua bao nhiêu năm, cả hai vẫn giữ liên lạc và luôn là anh em tốt của nhau. Lời tâm sự của Phi Nhung nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Công chúng bất ngờ khi biết được danh tính chồng của cô, bởi lẽ đã nhiều năm nay, cả hai đều rất kín tiếng. Nữ ca sĩ đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một cô con gái ruột. Danh tính của cha Wendy, con gái Phi Nhung, vẫn luôn là ẩn số khiến khán giả phải tò mò. Hiện nay, nữ ca sĩ chọn một cuộc sống độc thân vui vẻ. Ngoài con gái ruột, giọng ca Bông Điên Điển còn là mẹ của 22 người con nuôi khác. Những em bé bị bỏ rơi hay những giọng ca nhí chuyển vọng nhưng hoàn cảnh khó khăn, Phi Nhung đều nhận nuôi nấng chăm sóc không khác gì con ruột. Nữ ca sĩ làm việc ngày đêm chỉ để kiếm tiền nuôi các con ăn học tử tế nên người. Giống như Phi Nhung, Thế Sơn là con lai người Mỹ gốc Việt. Anh có giọng hát trầm ấm ngọt ngào và được khán giả yêu thích qua những bài tình ca bolero như Mai Lỡ Mình Xa Nhau, Ngày Xưa Anh Nói, Tiếng Dân Chài. Trong khi Phi Nhung về nước hoạt động nghệ thuật thì Thế Sơn vẫn sống tại Mỹ, thỉnh thoảng tham gia các chương trình biểu diễn phục vụ khán giả. Trước đó Phi Nhung từng nhiều lần bị đồn là vợ của ca sĩ Mạnh Quỳnh, cũng bởi kết hợp với nhau quá ăn ý và quá tình nên cho tới giờ Phi Nhung với Mạnh Quỳnh vẫn là một cặp tình nhân mà nếu như tách riêng, mỗi người đều không thể tìm thấy ai thay thế đối phương trong âm nhạc. Thế nên khi hát những nhạc phẩm buồn, khán giả sẽ thấy Mạnh Quỳnh thể hiện rất ngọt cảm xúc rưng rưng. Còn Phi Nhung thì dàn dụa nước mắt. Thậm chí còn có cảnh vì diễn quá nhập vai, tâm trạng đau khổ của người con gái khi yêu, mà Phi Nhung tát Mạnh Quỳnh một cú tát trời giáng khiến anh choáng váng. Mạnh Quỳnh hài hước nói vui: "Người ta bảo lửa rừng rơm lâu ngày cũng bén, nhưng anh với Phi Nhung thì là lửa với rơm ướt, nên ngoài đời không bao giờ bén cả." Nam ca sĩ tiết lộ, anh và Phi Nhung ngọt ngào trên sân khấu vậy thôi, chứ để đi đến sự ngọt ngào đó là phải trải qua không ít bất đồng quan điểm. Vả lại ngoài đời là bạn bè thân thiết, nhưng vẫn thường xuyên cãi cọ. Còn Phi Nhung thì hậu hởi khẳng định, mối quan hệ giữa cô và Mạnh Quỳnh là người yêu không bao giờ yêu, người chồng không bao giờ cưới.